Mặc dù vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà các thương hiệu ngừng trình làng các phiên bản mới. Hãy cùng cập nhật trong video ngày hôm nay. Lấy cảm hứng từ nguyên mẫu đồng hồ cuối những năm 40 của thế kỷ trước, mới đây, Long Jeans đã cho ra mắt cặp đồng hồ Heritage Classic Tuxedo. Để tôn trọng tinh thần di sản thì trên mặt số của hai phiên bản này sẽ không hiển thị chữ Automatic, cũng như nói không với cửa sổ lịch hiện đại. Long Jeans Heritage Classic Tuxedo là mẫu đồng hồ của ba kim vô cùng thanh lịch. Để tạo nên tính chất cổ điển theo tinh thần của nguyên bản thì mặt số của Long Jeans Tuxedo sẽ chia thành hai vòng, một vòng trắng xám dùng để chứa tên thương hiệu và tương phản với vòng tròn màu đen ở phía bên ngoài. Kim giờ và kim phút dạng pencil được bổ sung thêm dạ quang Luminova siêu sáng, trong khi đó thì kim giây lại được thiết kế dạng Small Seconds. Cùng với thiết kế nói trên, Heritage Classic Chronograph Tuxedo tái hiện sự huy hoàng của quá khứ thông qua mặt số có tông màu đen trắng cổ điển, chaptering thiết lập thang đo tachymeter kết hợp với bộ số Ả Rập đậm chất Art Deco và được bảo vệ bởi mặt kính sapphire chống lóa dạng vòm. So với những mẫu chronograph hiện đại thường có 6 kim và 3 mặt số phụ thì mẫu này chỉ thiết lập 5 kim và đi kèm với 2 sắp đều ở góc 3 giờ và 9 giờ nhưng đủ để hiển thị những tính năng cơ bản nhất trên đồng hồ. Tiếp nối sự thành công của những ly cocktail đầy mê hoặc, nhà sản xuất đồng hồ số 1 Nhật Bản đã chính thức trình làng Seiko Pressac thế hệ thứ 2. Bộ sưu tập này sở hữu 5 mẫu đồng hồ đại diện cho 5 thức uống khác nhau, trong đó có 2 phiên bản đặc biệt giới hạn 5.000 chiếc trên toàn thế giới. Với những mẫu Pressac mới, sẽ đều có đường kính là 38,5mm, độ dày là 11,8mm sẽ phù hợp cho cả những người có cổ tay nhỏ, đồng thời vận hành bằng bộ máy cơ tự động 4R35, 23 chân kính, hiển thị lịch ngày, đi kèm tính năng Stop Seconds, dừng kim giây khi chỉnh giờ và khả năng trữ năng lượng lên đến 41 tiếng. Prospect LX được đánh giá là dòng đồng hồ thể thao đỉnh cao của Seiko. Bổ sung vào dòng sản phẩm này, Seiko vừa ra mắt thêm những phiên bản giới hạn Prospect LX Line. Lấy ý tưởng từ quang cảnh của một khu rừng rêu bí ẩn ở gần vùng Swartness Forest, một trạm nghiên cứu của Nhật Bản ở Nam Cực, phiên bản đặc biệt này có giới hạn là 500 chiếc trên toàn thế giới. Mặt số mang đến sự sống động của những cây rêu đi cùng với khung gốm xanh màu lá cây, thể hiện hơi thở của thiên nhiên tràn đầy sức sống. Bề mặt vỏ tựa như gương bóng, không bị biến dạng nhờ vào kỹ thuật đánh bóng Zarasu kết hợp với việc hạ thấp trọng tâm đã tạo ra một cái nhìn hiện đại, thoải mái hơn cho mẫu đồng hồ này. Sản phẩm cũng cung cấp các thông số kỹ thuật đáp ứng hoàn hảo cho tiêu chuẩn đồng hồ lặn chuyên nghiệp, bao gồm độ chống nước 300m, bezel xoay dạng răng cưa cùng với các cọc số Ả Rập được trang bị dạ quang. Phiên bản SLGH-002 là một phiên bản đặc biệt, chỉ giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới và được ra mắt nhân kỷ niệm 60 năm cái tên Grand Seiko ra đời. Mẫu đồng hồ có bộ vỏ làm từ vàng 18K với kích thước là 40mm, độ dày 11,6mm. Phần vỏ được hoàn thiện tỉ mỉ với các bề mặt chuyển tiếp cực kỳ sắc nét. Mặt trên được đánh phay xước theo chiều dọc, trong khi đó cạnh sườn lại được đánh bóng sáng như gương. Một số chi tiết ấn tượng khác chính là các chi tiết trên mặt số đồng hồ. Phần kim giờ có một rãnh sâu chạy dọc thân, chi tiết này y hệt như các cọc số tạo nên sự liên kết thị giác giữa chúng. Kim phút có độ dài lớn hơn các thiết kế thông thường, kéo sát đến gần rìa đồng hồ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất đến từ mẫu này đó chính là cỗ máy bên trong, một thứ mà nếu gọi là xuất sắc thì vẫn chưa đủ mà phải gọi là phi thường. Calibre 9S A5 là một bộ máy in-house của Seiko sử dụng tần số dao động cao ở mức 36.000 VPH và đặc biệt sở hữu một bộ thoát hoàn toàn mới. Đó là những phiên bản đồng hồ mới nhất mà Duyên Watch muốn giới thiệu đến bạn. Vẫn còn các tuyệt tác mới mẻ khác trong video tuần sau. Hãy cùng chờ đón nhé!